Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu một sản phẩm mới của nhà mình. Đấy. Mới của nhà mình thôi nhưng dòng này đã ra được hơn một năm nay rồi. Đấy. Đây là chiếc dòng feedback này. Đấy. Dòng này là dòng chống hú. Đấy, giúp anh em làm sự kiện và karaoke gia đình. Đấy, giúp cho lời ca tiếng hát rất là tuyệt vời khi sẽ ngăn chặn được hết tất cả tiếng hú rít mà bấy lâu nay các bạn đã bị mắc phải. Đấy. Tiếng hú rít rất là khó chịu. Đấy, gây ra chết tép. Mà âm thanh nào cũng bị, karaoke nào cũng bị mắc phải. Đấy. XTR 2.0. Đấy. Con này thì cấu hình rất là đơn giản. Cấu hình mặt trước của nó chỉ gồm có tắc nguồn thôi. Đấy. Tắt mở. Đấy. Và cấu hình mặt sau của nó cũng rất là đơn giản. Chỉ một đường nguồn vào và hai đường jack cơ lông vào và hai đường jack cơ lông ra. Con này đường vào thì các bạn có thể đường vào của jack cơ lông và đường ra sẽ là jack 6 ly nhá. Để chuyển đổi ra vang số. Vang cơ. Đấy. Con này thiết kế rất đơn giản nhưng mà con này giải quyết cái khâu chống hú rất là tuyệt vời. Đấy, giúp các bạn hát karaoke. Giọng ca tiếng hát đạt được chất lượng. Đấy. Và các anh em làm âm thanh sự kiện và karaoke gia đình. Đấy. Nhà nào cũng bị mắc phải, anh em nào cũng bị mắc phải cái loại hú rít. Đấy, nhiều anh em đã hỏi mình như thế nào để chống hú thì hôm nay mình đã nhập về cái loại này. Đấy. XTR 2.0 để chống hú rít. Con này không thể chống được 100%. Nhưng mình khẳng định với các bạn là có thể chống hú rít 80%. Đấy. Nó sẽ giảm được hầu như hết các tiếng hú rít khi các bạn kể cả dí mic sát vào mà nó cũng không thể hú rít được rít được. Đấy, tiếng hú rít rất kinh. Và các bạn tiếng hú rít là các bạn sẽ giảm tiếng nhạc của tép đi. Đấy. Và tiếng mic cũng giảm tiếng tép đi. Và hát nó rất là khô. Nó rất là không được mềm tiếng. Đấy, nó sẽ không được hát được hay. Khi các bạn mua một bộ này về, giá của bộ XTR 2.0 chống hú này là 2 triệu Tùng bao ship nha các bác. Đấy. Và bộ này sắm về mình làm âm thanh sự kiện nó sẽ không bao giờ bị chết tép. Các bạn rất là yên tâm. Đấy. Và các bạn âm thanh gia đình cũng thế. Làm bộ này về là giải quyết được khâu chống hú là các bạn hát rất là tuyệt vời. Đấy. Mình hát hàng xóm lại khen hay. Đấy. Bộ này là chuyên chỉ chống hú thôi nên nó sản xuất rất là đơn giản các bác. Đấy. Rất dễ sử dụng. Đấy. Cấu hình rất đơn giản nhưng mà lại chống hú rất tuyệt vời. Đấy, anh em làm sự kiện và anh em có nhu cầu hát karaoke gia đình. Đấy, có nhu cầu thì đặt hàng theo số điện thoại là 0972 068 141 để Tùng Nguyễn ship cho các bác. Đấy, 2 triệu bao ship toàn quốc nha các bác. Đấy. Rất là tuyệt vời, dòng này chống hú rất tuyệt vời. Đấy. Đấy, các bạn thấy video của Tùng Nguyễn là hữu ích xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Tùng. Đấy. Tùng xin chào tất cả các bạn. Đấy. Và đăng ký kênh để ủng hộ Tùng để theo dõi những video mới nhất về bên Tùng Nguyễn nha các bạn. Xin chào nhé.